Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi kênh của em nhé. Ok, hôm nay em lên sóng cho quý vị tiếp một cái bộ dàn mini đến từ thương hiệu của Sony. Trước màn hình quý vị đang xem thì tổng quan về cái bộ dàn này nhá. Đấy. Dàn đây gồm có một em công suất và hai loa hai bên. Đấy, thì đây em đang sắp xếp theo cách của em cá nhân. Còn quý vị nào thích về kê nó đẹp hơn nữa thì có thể kê loa nó rộng ra một chút. Có thể là có những cái kệ riêng nhá. Đấy. Đấy thì nó sẽ nhìn nó sẽ thoáng hơn. Tuy nhiên thì em quay qua cái video ở đây thì em sẽ kê nó gọn lại một chút để cho quý vị nhìn cho nó tổng quan nhá, cả bộ. Rồi. Đấy, đây là về hình thức tổng quan. Hàng bãi nhưng phải nói là về cũng rất là ok. Đấy, các góc cạnh mọi thứ đều rất là ok nhá. Đấy. 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 Hai chiếc loa đều rất ok luôn quý vị ạ. Đấy, mặt sau đây. Đấy. Về công suất của loa ở đây thì đây em thấy ghi toàn tiếng Nhật thôi quý vị ơi. Đây. Thấy ghi ở đây, à đây. Đây là có cái dòng bên dưới này. Công suất là 40W quý vị nhá, công suất là 40W này. Đấy, công suất là 40W và trở kháng tương trước là 6 ohm. Đấy, có nghĩa là đây là tổng công suất của hai loa là lên tới 80W nhá. Và con này sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản quý vị ạ. Sản xuất trực tiếp tại Nhật nhá. Quý vị nào nhận hàng thì check cho em cái số seri này 204726 nhá. 204726 chính là cái số seri của loa. Thì bác nào mà nhận hàng thì làm ơn check cho em cái mã này nhá, để đảm bảo đúng hàng. Còn nếu không đúng cái số seri này, quý vị gửi trả hàng lại giúp em cái nhá. Loa có mã đây là CM700. Vâng. Ở đây thì em đang gắp với cả một cục mà cũng Sony, có mã là M10. Đấy. Công suất của máy đạt tới 40W nhá, công suất là 40W. Và speaker ở đây dạng cầu cắm nhá, dạng cầu cắm hai chân, rất chắc chắn. Em này về chức năng thì gồm có CD, MD, cassette và có đường quang in. Đây, đây chính là đường quang in. Có vẻ cái chân này là nó bị. Rồi, tí em sẽ thử xem cái này nhá, như thế nào xem nó còn hoạt động nhá. Và cái đường thứ hai là đường phát nhạc điện thoại đây. Đây, cái đường phát nhạc điện thoại. Bên dưới có em và em nhá. Đấy, thì như em vừa nói đúng không ạ, có CD, các thứ đây. Nhưng mà tuy nhiên thì con này em bán cho quý vị là chức năng chính là công suất thôi nhá, về phát nhạc điện thoại. Còn mọi chức năng khác, ví dụ như là MD, CD, cassette hay là đường quang thì gọi là em có cái nào thì em test thêm cho quý vị cái đấy. Còn nói chung là em cũng không quan tâm nó chạy được hay không nhá, em bán giá công suất và phát nhạc điện thoại thôi. Thì giá của bộ này em cũng xin vào giá luôn nhá. Giá của bộ này là 950.000 nhá. Đấy, giá là 950.000 cả cho cái bộ này. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo ngay cho em nhá. Qua số điện thoại là 0966 59 581 nhá. Đấy, ở đây thì em đang test qua điện thoại luôn này. Đấy, thông qua cái đường AUX. Ok, em thử kết nối vào cái đường quang xem nó còn hoạt động không nhá. Đấy, thì em cũng gọi là test thử thêm cho quý vị. Ok. Rồi, em sẽ lấy tín hiệu quang. Ở đây thì cái này thay như là cái Smart TV luôn quý vị nhá. Đấy, thay như cái Smart TV nhá quý vị luôn. Đây, ok, đã có tín hiệu đỏ rồi. Đấy, ok quý vị nhá, đây, kết nối quang này. Đấy, về nhà quý vị thì cũng cắm nhà cho em nhá. Lấy đường out từ TV ra này. Đấy, sau đó cắm vào cái đường in của con này nhá. Sau khi kết nối quang xong thì quý vị phải chuyển cổng cho em nhá. Đấy, đây để em cho cái con này lên. Đấy, thì đây coi như là một cái TV đi, ok chưa ạ? Đấy, coi như một cái TV nhá. Thì sau khi quý vị cắm xong, cái lối TV xong thì quý vị chuyển cổng cho em này, đây là có cái này. Đấy, chuyển cho em về đúng đi dạng của nó là Optical In. Đấy. Nghe qua đường quang và cái đường CD thì nó sẽ to hơn cái đường điện thoại một chút nhá. Đấy. Và lúc này thì quý vị này, cho to này. Đấy, quý vị mà muốn kết nối với TV đúng không? Kết nối với TV này, quý vị dừng TV này. Đấy thì nó sẽ không có tín hiệu vào cho cái con công suất này. Thì lúc này nó sẽ không lên nhạc nhá. Và lúc nào quý vị bật TV lên. Đấy, TV phát thì lúc này nó mới có tín hiệu đưa xuống đường này nhá. Đấy. Rất là hay đúng không ạ? Đấy, một bộ dàn mini mà lại có thể kết nối với cả TV nữa thì quá là xịn rồi. Đấy, vừa kê ở phòng
khách nhá, quý vị là có thể kết nối TV này, vừa xem TV vừa có thể nghe nhạc thông qua cái YouTube nhá. Đấy, rất là tiện. Ngoài ra thì quý vị có thể kết nối cả điện thoại. Đấy, bác nào thích để phòng ngủ cũng được, có thể kết nối điện thoại như em đang kết nối đây. Đấy, rất là xịn sò. Ok, tiếp tục thử xem CD này còn hoạt động không nhá. À, khay thì vẫn ra vào ok này. Đấy, nó hơi bụi một chút. Hàng cũng vừa về nhá. Đấy thì em khui ra quay luôn cho quý vị. À. Ok, cho đĩa vào. À, em đã cho đĩa vào rồi này. Nhấn cho đĩa vào. Và lúc này thử nhấn play xem nó có chạy không nào. Ồ, con này thì cái CD nó vẫn đọc bình thường quý vị nhá. Đây này. Đấy, CD vẫn đọc bình thường. Phượng Sài Gòn anh vẫn nhớ, đây đó sân trường từng cánh hoa tiên sơ thăm nhau tan lốc chung đường anh mang hoa. Đấy, đôi em dừng má này, dừng này. Đấy, phát này. Em hồng để em hóa thân Sài Gòn chim vẫn hót. Có vẻ là đây là vẫn đọc bình thường, nhưng mà cái mắt này, cái điệu của em chắc hơi xước một chút. Đấy, quân thân cây anh lách bài nào, lách bài đây, lách bài đây sao này. Ờ à, đúng, chắc đây lách bài. À, cái này tua. À, lách bài đây, lách bài trên này quý vị nhá. Cái dưới này là quay về. Đấy, cái này lách bài. Đấy. Bài hoa mến màu. Ok. Đấy thì giá của bộ này như em vừa báo nhá, là 950.000. Thế thì bác là chốt cái bộ này thì alo ngay cho em nhá. Đấy, một bộ Sony rất là chất. Về kích thước tổng quan thì em này cũng rất là nhỏ gọn này. Rộng ở đây là 1 này, 2 gang này, thì nó chắc nó rơi khoảng hơn 40 gì đấy. Và sâu của nó thì chắc khoảng mặt máy này thì nó rơi khoảng 30. Và cao đây chắc khoảng 25. Rồi, em xin phép kết thúc video ở đây nhá. Xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhá.